Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử tham gia khóa tu thiền tập lần thứ tư của chùa Pháp Tạng, quý vị Phật tử của các cái đạo tràng tu tập ở tại chùa Pháp Tạng. Thì hôm nay cũng là ngày cuối khóa của khóa tu thiền tập, và hôm nay cũng là ngày mà chùa chúng ta tổng kết hoạt động Phật sự một năm qua. Thì chùa chúng ta chia làm ba cái mảng hoạt động Phật sự. Thứ nhất là các cái đạo tràng tu tập có thuyết giảng, không có thuyết giảng ở trong một năm. Và thứ hai là các cái phòng thuốc nam khám bệnh từ thiện cho người nghèo. Phần thứ ba là tổng kết các cái hoạt động từ thiện của hội từ thiện chùa Pháp Tạng. Thì hôm nay cũng là ngày 19 Tết rồi, chúng ta chỉ còn có 11 ngày nữa thôi, chúng ta đón giao thừa và mình được lên một cái tuổi mới. Tuổi âm lịch là tính năm mà, còn tuổi dương lịch nó là tính ngày ăn sinh nhật. Do đó mà chúng ta thì theo cái Tết Nguyên Đán, tức là Tết cổ truyền của dân tộc, thì lời đầu tiên Thầy xin thay mặt cho toàn thể chư Tăng Ni của giáo quý vị Phật tử chùa Pháp Tạng xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình có một mùa xuân thật là an khang, thịnh vượng, sung túc, vui vẻ, tinh tấn tu hành và sống an lành trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và để mở đầu vào cái chương trình tổng kết hôm nay, thì hiện diện ở tại buổi tổng kết này có các cái đạo tràng tu tập. Vì trước hết á, là chúng ta thống kê về các cái đạo tràng tu tập. Đạo tràng tu tập một tháng tụng kinh Pháp Hoa, một ngày tụng trọn bộ. Thứ nhất là đạo tràng Pháp Hoa Minh Long. Có Minh Long đây không ạ? Đứng lên cho mọi người chim ngưỡng dung nhan ấy. Ăn chay sao tướng bự gì. Rồi đó là anh Minh Long, Phật tử Minh Long là chúng trưởng của đạo tràng Minh Long. Thứ hai là đạo tràng Quảng Thạnh, có đây không ạ? Có ai đạo diện đạo tràng Quảng Thạnh không? Cũng cho đạo tràng Quảng Thạnh một tháng tu ngày. Cho ông chồng pháp tay, đạo tràng Pháp Hoa Quảng Thạnh. Thứ ba là đạo tràng Pháp Hoa Đa Bảo, cũng là một tháng tu tập một ngày. Và đạo tràng thứ tư là đạo tràng Trì Chú Đại Bi. Không biết bữa nay có tới không nữa, ở hơi xa, bên quận 12, là cho ông chồng pháp tay luôn. Thứ năm là đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng. Đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng thì một tháng tu tập hai lần, tức là tu tập với khóa tu niệm Phật. Chúng trưởng là anh Tịnh Quay. Đó quý vị anh xem nhớ không? Đáng lẽ phải lên đây á, chúc lên thôi, chúc lên mày tặng quà biết mặt luôn á. Tức là quý vị nào á có muốn tham gia niệm Phật tháng hai lần, niệm Phật là theo Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan. Anh niệm hay lắm, niệm mà thầy niệm hoài niệm được. Nam mi a mô gì đó. Rồi cốc bèn cốc đó. Bữa hổm thầy lên thầy niệm hết lần ở Đà Nẵng này, cái xuống cái chúng trưởng ở đạo tràng Tịnh Tông Học Hội đó, thầy ơi thầy niệm dở quá. Chúng nói thầy ơi thầy, sao thầy niệm dở quá, hư đần hư trống người ta hết. Tại vì á mấy bác là thầy thôi thầy dẫn chúng niệm luôn đi thầy. Là dẫn thì dẫn luôn à. Thầy không sao vậy. Đạo tràng thiền thì dẫn thiền, đạo tràng tịnh lên dẫn tịnh luôn à. Mà tịnh thường thường á thì mình niệm theo kiểu hoằng pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa hoằng pháp vậy nó dễ. Còn này nè. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu bóc cốc bèn vô. Rồi thầy cũng lên là niệm hết thời xuống ông chúng trưởng. Thầy ơi thầy niệm dở quá.
Từ đó về sau ai kêu lên dẫn chúng của mà cốc cốc ben ben này là thôi chê rồi thôi nghỉ. Đó, chứ mình không có tập, thầy không có tập cái đó, chứ thầy có ông bạn ông có niệm hay dữ lắm, học bên Đài Loan vậy, ông niệm cái là mình thấy mình mê luôn, nghe cái là tu luôn á. Còn nghe thầy niệm ta ta khóc hết trơn, nên nó tu không được. Vậy đó, đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng thiền tháng tu tập 2 ngày. Rồi đạo tràng thứ 6 là đạo tràng thiền tập, là đạo tràng của mình đông nhất đó, là đạo tràng thiền tập. Tu tháng khoảng 300 mấy. Nhưng mà cái tháng này đâu có 200 mấy thôi, là chắc tại vì ăn Tết, hay là tu thiền tu không nổi, nó rụng từ từ cũng không biết nữa. Nói chung còn người đi thầy còn tu, còn hết người đi thì ở chùa tu. Mà là quy động quý thầy quý cô lên tu vậy thôi, không sao cả. Nên chúng ta có đạo tràng niệm Phật nha, đạo tràng chỉ chú Đại Bi nha, ba đạo tràng Pháp Hoa nha, đạo tràng thiền tập nha. Còn một đạo tràng nữa là đạo tràng thứ 7, là đạo tràng thiền và sức khỏe. Thì này cho các cái vị làm việc và các cái vị doanh nhân thôi. Tức là người ta không có rảnh thời gian đó, thì có cái đạo tràng đó, thiền và sức khỏe. Mỗi tuần tu một buổi. Như vậy thì các cái đạo tràng chúng ta là hoạt động xuyên suốt từ đầu năm tới cuối năm. Luôn luôn lúc nào cũng có tiếng mõ, tiếng chuông ở tại chùa Pháp Tạng của mình. Nên chùa Pháp Tạng tuy là nhỏ, nhưng mà tới 7 cái đạo tràng tu tập lận á, nhưng mà không có thông báo. Không thông báo thì dân ai tu tu à. Tại chùa mình nhỏ, thông báo gửi đi đông quá là sao? Có hiểu không? Nên không có thông báo kiểu là mướn xe được, vân vân. Chứ mình mà ra tiền mướn xe như các cái đạo tràng trên nha, là xe 50 chỗ mình ra tiền, người ta ra công ta đợi đó, mình cúng dường tiền cho người ta đi xe đó, thì đông lắm. Các cái tỉnh miền Tây, miền Đông, rồi các cái quý ngoại vô dưới lên vân vân, nhưng mình không có cái mặt bằng. Chứ chùa tu viện Tường Vân á, thì một tháng tu 3-4-5 ngàn người, 3 ngàn mấy không à quý vị. Nên thôi mình khiêm tốn thì mình có 300 mấy mà rớt tới rớt lui nè. Chắc mà đi từ từ còn rớt nữa. Tại vì là tu thiền tập nó khó. Khó cái gì? Tức là người ta thanh tịnh ta chịu không nổi. Người ta phái cái gì mà quạt quạt động động lên kìa. Do đó mà nếu mình thanh tịnh thiền quán đâu ta chịu không nổi. Nhưng người nào chịu nổi thì người đó sẽ gọi là có tương lai. Còn tương lai gì thì cũng không biết, nhưng có tương lai thôi. Tu hành tốt có tương lai. Cái thứ hai nữa là các cái phòng thuốc nam từ thiện. Chúng ta có 3 cái phòng thuốc nam: khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại các cái phòng thuốc. Nhớ là khám bệnh, phát thuốc, chăm cứu miễn phí cho bà con nghèo và bà con bị bệnh. Chúng ta có 3 phòng thuốc. Thứ nhất là phòng thuốc nam Thiện Pháp ở tại Lê Minh Xuân, tức là ngang chùa mình nè, phía bên ấp tư, tức là ngang cổng, ngang cái cây cầu đó, là có phòng thuốc nam và vật lý trị liệu bên đó. Cái thứ hai nữa, phòng thuốc nam ở tại chùa Tân Khánh Bến Tre, tức là ở tại Châu Thành. Cái thứ ba, phòng thuốc nam Thiện Pháp ở tại Cà Mau Trần Nhân Thời, tại chùa Bảo Tạng. Nên cái đạo tràng của mình có 3 cái chùa: chùa Pháp Tạng, chùa Bảo Tạng và chùa Tân Khánh Bến Tre. Bảo Tạng Cà Mau và Pháp Tạng ở tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Thì trong một năm qua, các cái phòng thuốc nam hoạt động liên tục. Một tuần mở cửa 6 ngày, một tuần 7 ngày mở cửa 6 ngày. Ở Cà Mau và Sài Gòn thì nghỉ ngày thứ 3, ở Bến Tre nghỉ ngày Chủ Nhật. Còn tất cả các ngày đều có hoạt động, nên quý vị nào có nhu cầu chăm cứu, bắt mạch, hút thuốc thì chúng ta đi đến. Nhưng mà đặc biệt là nghỉ ngày thứ 3 của Sài Gòn và Cà Mau, Bến Tre nghỉ ngày Chủ Nhật, đều có y bác sĩ trực để bắt mạch hút thuốc từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa thôi. Chăm cứu nghỉ ngày rằm với 30 là chăm cứu, còn bốc thuốc thì vẫn bốc thuốc bình thường.
Tại vì hai ngày đó, hai ngày cấm kỵ của châm cứu. Và hoạt động trong một năm qua thì phòng thuốc nam từ thiện của Pháp Tạng ở tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh khám bệnh là 12.735 lượt. Nếu mà khám từ thiện theo y tế cho phép để mà nhận tiền á nha, mình khám không có nhận tiền nhưng mà cũng quy ra là mình làm được bao nhiêu cái phước cho người ta á, là ví dụ như cái công khám 10.000 một người thôi thì chúng ta cũng được 127.350.000 tiền bố thí cho người ta đó. Rồi thuốc thang á là 114.842 thang, mà theo sở y tế á thì cho phép lấy một thang 3.000 nhưng mà mình thì mình không có lấy nha, thì tính ra là 344.526.000 đồng. Thuốc viên là 1,5 tấn thuốc viên, mình tính thuốc viên mà mình làm thôi, ký 100.000 thôi cũng được 150.000. Rồi là thuốc xoa bóp là 1.000 lít, 1 lít 20.000 thôi thì chúng ta cũng được là 20.000. Rồi thuốc ngậm, thuốc xoan đó thì một năm qua chúng ta mua cũng khoảng 75.000. Châm cứu thì 7.253 lượt, một lượt châm cứu khoảng 30.000 thôi thì chúng ta được 217.590.000 đồng. Và các loại thuốc khác, có nghĩa là chúng ta cho các loại thuốc khác nhiều, khoảng mấy chục mặt thuốc lên, cũng khoảng 300.000 nữa. Thì phòng thuốc của Sài Gòn là một năm qua hoạt động là khoảng 1.234.000.000, tức là mình cho người ta đó, tính ra bằng tiền á, từ công sức cho đến mà các cái thuốc thang cho người ta. Còn phòng thuốc nam ở Bến Tre khám bệnh là 2.654 lượt, nhân cho 10.000 khoảng 26.540.000. Thuốc thang á là 17.160 thang, nhân cho 3.000 cũng được là 514.800.000. Thuốc viên là 668 lượt, nhân ra cũng được 10.000. Châm cứu là 5.697 lượt, cũng được 170.000 đồng. Tổng cộng là khoảng 722.000. Phòng thuốc ở Cà Mau thì ít nhất, tức là khám 5.038 lượt thì khoảng là 50.000 đồng. Rồi thuốc thang là 30.228 thang thì tính ra cũng được là gần 100.000 đồng. Châm cứu là 3.882 lượt, tính ra cũng là khoảng 116.000, là tổng cộng phòng thuốc Cà Mau khoảng là 257.000. Như vậy tổng cộng 3 cái phòng thuốc nam từ thiện mình bố thí cho bà con nghèo một năm là 2.214.000 đồng, tức là khoảng 2.214.000 đồng là tổng cộng 3 phòng thuốc hoạt động trong một năm qua. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đi. Tuyên dương y bác sĩ, y bác sĩ chỉ huy trực tiếp 3 phòng thuốc thì ở Bến Tre thì thầy giao cho bác sĩ Cẩm sẽ coi sóc cái phòng thuốc Bến Tre. Bác sĩ Cẩm đâu, đứng lên đâu đây, quay một vòng đó cho mọi người chim. Đây là bác sĩ Cẩm phụ trách phòng thuốc Bến Tre và phòng thuốc Cà Mau và phòng thuốc ở tại Sài Gòn là do lương y Trần Hoàng Nam. Đâu rồi anh Nam, đâu đi ra cho người ta coi mặt được coi. Là có gì liên hệ nha, có gì liên hệ về thuốc là thang đó. Đây là anh Nam. Rồi đó là cái đó là về tất cả các từ thiện về phòng thuốc nam. Thứ ba là chúng ta hội từ thiện của chùa Pháp Tạng. Hội từ thiện chùa Pháp Tạng chúng ta có một cái hội mà có mấy người hội có mấy người thầy làm chủ tịch hội, thầy làm phó chủ tịch hội, thầy làm thư ký hội, nói chung có mình thầy chỉ có mấy người leo que đi tiếp gì thôi tại vì thầy chưa có đăng ký tên nên năm nay tính đăng ký hội, có phát thẻ hội viên của cái hội từ thiện của mình, tức là để mình làm từ thiện cho nó tốt chút xíu. Năm nào thầy có đi giảng ở nước ngoài thầy làm từ thiện nhiều, năm nào ít đi giảng thì làm từ thiện ít, tại vì giảng ta có cúng dường tiền nhiều thầy làm
Năm nay á là đi giảng ở Mỹ gần 3 tháng nè, nên là làm nhiều á. Đứng mà đi mệt lắm, rồi đi xa, đi bay máy bay nội địa, rồi đi về chiến ngán luôn á. Rồi á là hội từ thiện của chùa Pháp Tạng. Nếu quý vị nào tham gia hội từ thiện á thì chúng ta sẽ đăng ký. Đăng ký vào hội từ thiện. Thì cái sự đóng góp từ thiện thì tùy hỷ thôi, chứ cũng không bắt buộc đâu. Ví dụ như hội từ thiện của chùa Tường Vân á, tu viện Tường Vân thì bắt buộc. Người 10 triệu gì phải không? Rồi của mà chùa Giác Ngộ á thì nhiều à, nhiều lắm. Nhưng mà ở mình á thì thôi, ai đóng góp nhiều được nằm trong hội là được. Để mà chúng ta cái hội từ thiện này, cái việc thứ nhất á là chúng ta giúp đỡ các người nghèo về các cái phần quà, ví dụ như miền Trung lũ lụt hoặc là vùng nông thôn xa xôi, bà con nghèo ăn Tết giữa năm rồi cái mùa giáp hạt đó, thì người ta giúp đỡ bà con các cái phần quà. Cái thứ hai nữa là chúng ta cấp học bổng cho các em học sinh và sinh viên nghèo hiếu học, hoặc giả là những em học sinh sinh viên nghèo mà tuy là học không có giỏi nhưng mà không có tiền đóng học thì chúng ta cũng hỗ trợ luôn. Cái thứ ba nữa là ta xây dựng cầu giao thông nông thôn. Những nơi ở vùng sâu, vùng xa mà không có cầu đó thì chúng ta cũng xây dựng cầu giao thông nông thôn. Còn thứ tư nữa, chúng ta xây dựng đường giao thông nông thôn. Quý vị là ít có đi xuống giao thông nông thôn chứ thầy đi giao thông nông thôn mà biết. Đi vô một cái một, má chạy cái bánh xe nó dính luôn bánh xe. Chạy hoài chạy không nổi luôn, đạp xe một cái một dính luôn. Còn dép mà đi xuống nó dính cái dép luôn, rồi thôi lột dép luôn rồi đi cầm luôn, mưa nó dính. Thấy gì tội nghiệp, nên thầy phát tâm thầy làm những cái con đường. Nhất là ở nơi nào có các em học sinh đi đến trường đó, ưu tiên nơi đó chứ, là làm các con đường. Rồi kế tiếp theo á là ta làm những cái nhà tình thương. Cái này làm nhiều nè, làm một năm á làm 7-80 căn nhà, có năm làm hơn, năm làm ít hơn, tức là nhà tình thương á. Tại vì mình đi xuống quê mình thấy người ta làm không nổi nhà đâu, đi làm mướn một tháng 1-2 triệu không thể nào làm nổi nhà chứ. Rồi xuống thấy người ta nheo nhóc, người ta dột nát hết trơn đó, mình chịu cũng không nổi. Thôi mình cũng ráng cố gắng cho người ta nhà, ưu tiên các nhà có các em học sinh thì ưu tiên, ưu tiên thôi, nhưng mà nhà nào cũng cất, nhưng mà cất trước, cất sau thôi. Rồi là chúng ta giúp đỡ các em học sinh vùng sâu, vùng xa như là xe đạp, vân vân. Đặc biệt là chúng ta khoan cây nước. Khoan cây nước thì khoan là chục cây vậy đó, hoặc hơn. Ở các cái vùng nông thôn xa xôi mà không có giếng nước ngọt đó thì bà con mình rất là khổ trong cái nước. Bữa trước đi xuống dưới Cà Mau á, gặp bé đâu 2 tuổi chạy theo nắm áo thầy, thầy cho con xin cái nước rồi thầy, cho con xin cái nước thầy. Mình không biết xin cái nước là xin cái gì, nhỏ xéo mà xin cái nước, xin cái gì, ai nhà đâu là xin cái nước hay xước gì. Không, con có nước tắm ghẻ không, nó có 2 tuổi thôi à, ổng là ổng không có nước tắm, ổng ghẻ không à. Trời ơi, mình xót xa chứ, mà nhìn nó ghẻ thiệt, nó tùm lum la chứ nhá, nó đi xách nước ở đâu á về tắm, hoặc tắm nước mặn gì tầm bậy bạ lum la. Nhà có 3 đứa con không có nước tắm, không có nước xài nữa, xin nước uống thôi. Cái nước mà cha đóng chai là nước dặn dò, nước trong cái thùng đó thì để uống thôi, nấu ăn thôi, đấy đâu ra tắm. Cái mà ổng lấy nước xong tắm sẵn, lấy cà ổng vuột từ trên vuột xuống gì xong rồi đó, tức là lấy cái nước ngọt ở trong nước uống á, xối ngược vào lại. Rồi thấy thảm, có 2 tuổi mà chạy theo nắm áo thầy cho con xin cái nước, cho con xin cái nước. Không biết ai xúi ổng cái gì chứ 2 tuổi sao không biết. Nhưng mà ông chạy trong tỉnh bơ đi ngoài lộ, ông chạy theo ông giật cái áo thầy cho con xin cái nước, cho rồi mấy bữa hổng cho rồi, miếp khoan chưa đó, cho rồi, cho cái nước rồi. Như vậy mình thấy á, dưới quê nông thôn xa, thực ra thầy dân miền Tây nên nhỏ lớn mình cũng biết là những cái người dân nghèo dưới quê, nên nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế cho nhiều lắm, quên thống kê bảo hiểm y tế đó. Bảo hiểm y tế là cho lần mấy chục không đó, 30, 40, 50 không mà thống kê, chưa thống kê bảo hiểm y tế vô đó. Bảo hiểm y tế á, là những cái người thầy thấy á, nhiều người á, ta bán nhà bán cửa cha mẹ bệnh á. Ví dụ như anh ở Tiền Giang có 10 công đất, ông già bệnh bán hết 10 công đất trị bệnh cho ông già, cuối cùng ông già chết, 10 công đất mất luôn. Thay vì người ta mua bảo hiểm phải không, thì ông già vô bệnh viện đi làm thêm chút đỉnh đâu đến đổi bán 10 công đất, bây giờ ông còn đất nào canh tác luôn, người nông dân không có ruộng, hiểu không, nên bán luôn hết trơn này. Nên á, quý vị ai cũng phải mua bảo hiểm y tế hết, một người đều có cuốn bảo hiểm y tế. Bệnh nhỏ nhỏ thì không sao, bệnh lớn á thì y tế chịu 80% rồi,
mổ xẻ đó, chúng ta không có phải khánh kiệt sau cái cơn bệnh, hoặc là chúng ta để lại một đống nợ cho những người thân của mình. Do đó người ta thường hay mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ thì cũng là vì cái lý do này nè. Đâu có biết được là mình thấy mình khỏe băng à, tôi khỏe quá mua làm chi, khỏe quá mua làm chi. Cuộc đời ai mà biết, ai mà biết được chữ ngờ, ai mà biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh, ngày mai thảm sầu, ai biết. Như vậy thì là mình cho những cái cây nước, cho cầu, cho nhà, cấp học bổng, rồi lộ, nhưng mà phát quà là phát nhiều nhất. Còn ngoài ra hỗ trợ cho người nghèo, lâu lâu cái thầy ơi cho tiền vé số, rồi là tiền mua cái xe đẩy đẩy, tiền mua chiếc Honda để chạy xe ôm, cho luôn. Khảo sát thấy đúng cho luôn, mà cho Honda cũ rồi nghe. Mua Honda cũ à, 4-5 triệu, sắp 7 triệu đó chứ không có mua nhiều. Nhưng mà xe đó cũng ngon lắm à. Đi ra hỏi mấy anh sửa xe ngoài hoặc là chỗ cầm đồ á, tới mùa Euro, tới mùa World Cup đó, cỡ 10 triệu, 7 triệu, 8 triệu toàn xe xịn không. Rồi cái mùa mà cá độ á, ra mua xe toàn xe xịn không. Mà rẻ rề, cỡ nào mà ông cũng bán cho nó cá độ á. Bữa hổm Việt Nam đá, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, cuối cùng không vô địch. Tiếc ha, tiếc thế. Chút xíu nữa gọi là xém. Chút xíu gọi là xém thôi nha. Phút cuối cùng à, phải mà đá phạt đền chắc Việt Nam thắng này, đá lưng lưu chứ, Việt Nam thắng à. Thôi, vậy là cái keo này mình không được thì mình bày cái keo sau. Do đó mà thống kê các cái hoạt động từ thiện mà trong này có nhiều cái cũng chưa thống kê nha. Cho xe đạp chưa thống kê nè, rồi cho sổ bảo hiểm y tế chưa thống kê nè. Nhiều, đây là cái bản thống kê tất cả các hạng mục công trình mình làm năm qua. Đó, nguyên khoảng chừng 6-7 trang. Đây là thống kê của cái từ thiện mình làm được đó quý vị. Thì tổng cộng cái từ thiện mình làm được đó là 10 tỷ 103 triệu. Trời, thống kê xong thầy cũng ngốc luôn á. Biết đâu tiền đâu. Ta cho cái làm cho ba làm rồi ta cúng tùm tùm la gom gom mót mót gom gom mót mót và làm tới hoài. Nó cuốn đầu này, cuốn đầu kia, cuốn đầu nọ, ghét tới. Cái này là thống kê chưa hết nha, còn cái thầy chưa bàn giao nhiều lắm đang làm á. Là đang làm đường, đang làm cầu, cầu gì làm 3 con, đường làm 2, 3 con, nhà làm cả mười mấy căn chưa có mà bàn giao đó nha. Chứ nếu mà bàn giao còn nhiều nữa, nhưng đó để cho năm sau. Còn các cái quà Tết đi phát đây tới Tết nữa, đó, dân dân. Rồi phòng thuốc là 2 tỷ 214 triệu. Tổng cộng là chúng ta có khoảng 12 tỷ 317 triệu. Cả phòng thuốc và cả các cái từ thiện của chùa Pháp Tạng mình. Đó, không có gì. Còn số, vẫn làm số mà thầy không có báo cáo ai chứ. Cái báo cáo này được nắm với khen nè. Thấy không? Nhưng mà thôi mình nghĩ làm cho bà con cô bác thôi. Làm được gì làm. Chẳng qua á, thì tổng kết báo cáo đây để làm gì? Để cho những người ta đóng góp á, ta thấy mình có làm đây nè. Chứ giờ nín thinh luôn là ba la mật. Người ta ba la mật, mình đâu có ba la mật được. Đâu có gì. Nên á, có nhiều người góp ý. Chứ tự nhiên thầy chụp hình, lại lên đi giao cầu cũng chụp hình, lên khoe hình. Không có khoe hình, ta chụp hình lên, ta nói ta làm cái cầu đó xong đó. Người ta có đóng góp 1 triệu, 2 triệu, 1 đồng, 2 đồng, ta cũng biết làm cầu đó. Đâu có gì. Chứ ai khoe đó làm gì? Đó, không lẽ đi xuống dưới quê ngồi đứng chỗ cây cầu cái chụp cái khoe cái cầu khoe làm gì? Nhưng mà đang nói tới là mình, chúng ta có được làm cho bà con được cái nào thì đỡ bà con mình cái nấy. Tuy là những cái nơi thì được nhà nước hỗ trợ hoặc là được các công ty xí nghiệp hỗ trợ, nhưng mà nước mình lớn lắm, nhiều lắm, vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa nhiều lắm, không hết được. Những cái phương án như tiêu chuẩn của chính phủ á, thì những cái đưa vô những cái kế hoạch năm. Còn những cái đường mà giao thông nông thôn, trong ấp, trong làng, trong xã, trong thôn, rồi trong sóc, trong phum rồi đó, thì không vô tới nổi đâu. Nhất là về những vùng Khmer á quý vị. Về vùng Khmer, nhà nào cắt cũng được hết trơn á. Thì về nhà Vinh là cắt 4-5 cái, có hoài cắt không hết. Có một xóm một, có hoài cắt không hết. Vì tới nhà nào cũng cũ, nhà nào người ta cắt cũng tạm bỡ hết trơn á. Rồi nhưng tháng mưa thấy tội nghiệp ta, mình gắng cố gắng mình làm thôi. Như vậy thì cái
các cái hoạt động ở trong năm của chùa Pháp Tạng của mình. Để được như vậy thì cũng nhờ các cái đạo tràng như là đạo tràng Pháp Hoa, Minh Long, Đa Bảo, Quảng Thạnh, đạo tràng Diệu Âm, Pháp Tạng, đạo tràng Trì Chú Đại Bi, còn đạo tràng Thiền Tập, đạo tràng Thiền Sức Khỏe đang hoạt động nha. Và rất là cảm ơn các chúng trưởng đã nhiệt tình. Rồi các cái nhóm từ thiện như là nhóm Hoa Tâm, nhóm từ thiện Thiện Nguyện, vân vân, cũng đã giúp cho chúng ta hoạt động. Rồi các cái đạo tràng, có các nhà bếp nấu cơm, nói chuyện với đạo tràng Diệu Âm tháng 2 lần. Đạo tràng Diệu Âm tháng 2 lần rồi, mà có 7 cái đạo tràng ở tại chùa mình, mà Diệu Âm 2 lần ra là 8. Một tháng phải nấu cơm 8 lần cho đạo tràng. Không? Nên các cái hành đường nhà bếp rồi cũng quải dữ lắm đó. Chứ không phải nói đâu. Người ta chùa người ta tháng tu có 1 ngày một hà, mà ta còn than. Mình một tháng ở tại chùa này không là tu 8 ngày nè. Nha, hên có thằng đạo tràng á thì ở ngoài chuông vàng. Không có ở đây nên chứ phải tìm đạo tràng nữa là tu 9 lần rồi. Có mà 7 đạo tràng nhưng mà tu 8, tại vì đạo tràng của anh Tịnh Quay á thì là tu 2 ngày tháng. Nên đó, cái đó cũng là có công của các cái những người công quả, những cái hành đường và tăng ni ở ông chùa. Đặc biệt á, là rất là cảm ơn những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các bà con Phật tử xa gần tin tưởng hội từ thiện của chùa Pháp Tạng mà đóng góp, chúng ta mới được một ít cái gọi là không phải thành tích, một ít cái những cái việc mà mình làm mà gọi là đánh được cái dấu. Năm nay nhiều nhất đó, chứ mấy năm trước cả chừng 5-6 tỷ à, năm rồi đâu 6 tỷ mấy. Năm nay nhiều nhất trong các năm. Các năm thì đổ mấy năm trước vẫn cả 5 tỷ mấy, 5 tỷ mấy, năm rồi được ngon hơn, 6 tỷ mấy, năm nay vượt lên tới mười mấy tỷ. Vậy là năm nay nhờ đi Mỹ, bởi vì đi Mỹ tự nhiên lên. Nhất là rất là cảm ơn bà con Việt Kiều ở Mỹ, lâu lâu gửi làm này, làm kia, nói chung thì thôi, mình làm cho bà con được thì quá tốt. Bởi vì những cái bà con Việt Kiều hoặc là bà con ở tại Việt Nam chúng ta, những nhà hảo tâm, nhà có tấm lòng á, thường thường á là người ta có tấm lòng với là tới mùa đi thì không ngại gì hết. Nên quý vị đi từ thiện hay là cất nhà, cất đường, cấp học bổng cho người nghèo, dần dần nhiều lắm. Mà tại vì chúng ta cũng không có thời gian đi, chứ hơn nữa đi thì cũng không có đủ tài chánh để mà làm. Hiện giờ còn tồn động khoảng chừng 100 cái đơn xin nhà, còn tồn động chưa giải quyết là 100 đơn, còn cầu khoảng 10 đơn, còn đường cũng khoảng độ 10 đơn xin nhà đưa qua kế hoạch của năm 2018. Thì 2018 này chúng ta có thể làm ít hơn chút, tại vì là thầy năm nay không có đi Mỹ nên làm ít hơn chút. Nói chung có nhiều làm nhiều, không sao cả, không sao cả. Không có gì, không sao cả, được nhiều làm nhiều. Có nhiều người nói thầy không xây chùa đấy, cũng đang xin giấy phép rồi chúng ta sửa lại, còn phụ thuộc vào giấy phép, tại vì chúng ta có cái cơ sở hành chánh, ta có cái giấy phép. Như vậy thì rất là cảm ơn các quý vị Phật tử, các mạnh thường quân xa gần đã đóng góp cho việc từ thiện thiện nguyện của chùa Pháp Tạng hoạt động. Rất là cảm ơn các y bác sĩ, đặc biệt là các cái tổ chặt thuốc rất là cực. Thuốc nam mà phải đi kiếm tổ. Ở Bến Tre có 2 tổ, ở Cà Mau 1 tổ, ở Sài Gòn này 1 tổ, mà tổ bự ở Sài Gòn này nguyên tổ. Quý thầy là quý chú như chú Võ này, dần dần tổ lớn đi kiếm thuốc. Còn những cái vị mà đóng góp thuốc nam chưa tính đó nha, chưa tính là các vị đóng góp thuốc nam hết thuốc cái alo alo đây là mấy có mấy chỗ người ta cúng dường thuốc nam alo người ta chở tới nữa đó. Như vậy thì thuốc nam đó là rất là cực, nên là rất là cảm ơn những cái vị công quả ở cái phòng thuốc nam và các tổ chặt thuốc của ba phòng thuốc nam. Và đặc biệt là cảm ơn các chúng trưởng và các Phật tử tham gia
các cái đạo tràng tu tập, tuy là tu tập sẽ được lợi cho mình nhưng đóng góp chung vào hoạt động của chùa, của chúng ta. Nếu các đạo tràng mà hoạt động á, có cái gì mà cản trở hay là có cái gì mà nó không có được thoải mái á, thì cũng xin báo cáo với chùa, rồi chùa kết hợp để chúng ta uyển chuyển cho tốt hơn trong quá trình tu tập. Ví dụ như chỉ có đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng á, thì tu ở trên lầu bên thiền đường, ta có thiền đường bên đó. Còn tất cả đạo tràng khác thì ở đây, tại vì lên thiền đường lội không nổi, thấy già già lụm cụm lội lầu leo lên không nổi, lội một lần một và chạy luôn tu dưới này hết. Chỉ có Diệu Âm Pháp Tạng là mạnh nhất lên trên lầu thôi, tu cao lên lầu, còn nhiều không dám lên, là lên á là không có thang máy nên leo á, lên lầu chịu không nổi. Để một phần, để một phần là tri ân đến toàn thể quý vị Phật tử, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đối với các cái hoạt động từ thiện, thì chùa và hội từ thiện và phòng thuốc từ thiện có những cái giấy cảm tạ công đức, cũng như là đặc biệt là bữa nay thì sẽ tặng cho người sau chuỗi, sau chuỗi dâu nha, dâu xịn nha. Tặng mà còn tiếc đó là biết chuỗi xịn rồi đó. Do đó là tặng người sau. Còn các đạo tràng á, thì có giấy công đức chung cho đạo tràng và một cái phần quà lớn lớn để về kỷ niệm, để về vui Tết vui xuân với chùa mình thôi. Và các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, nếu bữa nay mà chưa có thì liên hệ ngược với thầy, thầy bổ sung, thầy không nhớ hết. Nên là ai chưa có liên hệ bổ sung thôi, cũng đừng buồn vậy chân á, là thầy chưa có cái này, là chưa có cái giấy công đức, rồi bổ sung không sao hết. Chứ ngồi không nhớ nổi, chỉ nhớ vòng vòng nhờ quý thầy, thầy bận tối ngày nhờ quý thầy, rồi nhờ bên phòng thuốc từ thiện làm đủ hết. Còn nào là trên YouTube, rồi là mấy cái trang web rồi nữa, nhiều lắm, nhiều việc lắm. Còn giáo hội nữa, vân vân. Bên ban hoằng pháp, ban hướng dẫn Phật tử của thành phố, rồi ban từ thiện trung ương, ban pháp trung ương, rồi là ban hướng dẫn Phật tử trung ương, quý thầy còn phải hoạt động nữa, do đó mà không có thời gian đi giảng nữa chứ. Còn quý vị hỏi thuốc hỏi thang rồi nữa, mà sao số mình cực dữ không biết. Nhưng mà thôi không sao cả, ngày ngày cũng qua ngày, bữa cháo bữa rau vậy đó, qua ngày để đổi lòng tri ân với quý vị Phật tử cũng như nhà hảo tâm, mạnh thường quân, thì chùa Pháp Tạng có giấy cảm tạ công đức cho quý vị nào chúng ta tham gia. Và năm tới đây thì cái hội từ thiện của chùa Pháp Tạng của chúng ta, nếu ai muốn tham gia để giúp đỡ mọi người thì đăng ký giúp thầy Chí Quang lấy cuốn sổ nha, đăng ký rồi tôi sẽ cấp cho cái thẻ hội viên của hội từ thiện của chùa, thôi để giúp ích bà con thôi, không làm gì hết. Ai được nhiêu không sao hết á, chứ không bắt buộc gì cả nha. Bây giờ đến phần thứ hai là cái phần tri ân của quý vị Phật tử, thì có cái danh sách khen thưởng như là tri ân ở đây. Đây là các cái đạo tràng Pháp Hoa và đạo tràng Niệm Phật. Quý vị Phật tử nào có cần liên hệ cầu an, cầu siêu, rồi cúng cái gì mà mời hộ niệm, rồi là khai thị, vân vân. Đó, chúc xin số điện thoại của mấy anh, mai mốt ai có cần nơi nào đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính bạch thầy, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm 2017. Con Phật tử Minh Lâm trên được tham khảo gia hậu dưới được thầy chứng minh cho con thông đọc các kiểu cùng ủy năng của Phật tử đôi lời trong năm 2017 tu tập những điều định những điều gì và không định những gì. Thì theo con đại diện Minh Long, đại diện các đạo tràng Pháp Hoa
không thể là quan hệ vì trước con có đây là không đặt án ngủ. Nếu chúng ta muốn tu tập thì có thể liên hệ các đạo tràng để về chùa Pháp Cạn cùng cộng tu tu tập. Xin có đây là án ngủ gì như là Phật. Nên các cái đạo tràng nếu có cái lịch trước á thì người ta luôn cái lịch trên năm á, rồi dán đó đó, bà con ta lên ta chụp cái lịch đó, ta đem về, ai có rảnh ngày nào ta lại ta tham gia hai ngày đấy thôi. Nếu ai muốn tu tập 8 ngày trong tháng á, thì tham gia hết tất cả đạo tràng. Còn nếu mà thích đạo tràng nào thì đạo tràng đó. Xin ăn một bản tuyên dương công đức của đạo tràng nha. Đạo tràng Pháp Hoa Đa Bảo, rồi quà đi không? Đạo tràng Diệu Âm Pháp Tạng. Rồi, A Di Đà Phật xin cảm ơn. Đến tờ thêm tờ đại diện tượng trưng thôi. Rồi. Cho Bến Tre một hàng pháo tay đây, đại diện phòng thuốc Bến Tre đây, bác sĩ Hồng, chuyên gia chăm cứu cắt giác xích lễ xô bóp. Đi lên.